mặc cái này còn gì nữa. Đi live từ sáng giờ nè, cái này nó không có gì hết trơn á. Mình mặc thêm một cái quần chip, quần chip đùi vô đây là đẹp rồi. Để có hình mẫu nè, để có hình mẫu lên cho mình xa xem nè. Người bé nhỏ nè, cái này là bộ bikini, cái này là đầm cô dâu, đầm cô dâu. Mình mặc cái bikini bên trong, mình mặc cái này bên ngoài, cái phấn nè, cái phấn tóc nè. Hello mọi người. Hello. Trời ơi thích mặc cái áo da beo ghê luôn. Hồi nãy chị Angel có nói là chị Angel có cái giống của Vi đó, nhưng mà bả liệm nó mất tiêu rồi. Ủa thấy hả? Có hả? Mà đâu có thấy, từ giờ đâu thấy nó mặc. Nhưng mà ngực Misa nhỏ, không biết mặc cái đó đồ okay. Cái này ngực nhỏ mặc mới đẹp. To quá mặc vô nó chành bành ra xấu quá nè. Nó bị lộ hai bên đây xấu quá à. Cái này mặc ngực nhỏ mặc đẹp hơn. Nó có cái dây rút lại mà đúng không? Ờ, vì có cái set này đẹp. Gì đâu Vi? Con cô dâu. Đẹp lắm. Cái quần nè, quần lọc khe nè, thấy ghét không? Cái quần lọc khe của nó nè. Ừ. Đẹp hả? Ừ. Nó có một cái khăn đâu đó nè. Đây có hình nè. Tôi về cho xem hình. Mặc lên đẹp lắm. À. Mấy cái này chụp hình đẹp ha. Ờ mấy cái này nè, cái bộ mới nãy Vi đưa lên cho Misa xem nè. Đó mặc vô đó vậy á. Ừ. À, cái set màu đen nè. Ừ. À, cái set màu hồng nè. Váy màu hồng á không? Ờ cái váy màu hồng nó đẹp á. Cái bộ này hôm bữa Vi mặc nè, mặc nó dễ thương á. Ừ. Đồ ngủ Vi không có mua ở đây, Vi mua ở bên hàng Vi ship từ bên Trung Quốc nó ship về á, mua hàng Quảng Châu á, ship từ bên Trung Quốc ship về mất 15 ngày. Nó ship
ship về đây cho mình mất 15 ngàn. Mình không có mua ở đây, mua ở đây vừa mắc vừa xấu nữa. Cái này ở đây bán tới 300 mấy, 400 nữa. Có chỗ bán 400 mấy một cái. Mà bị mua bên đó có 200 ấy rằng. Vậy đặt cho Misa với đi, 280 thôi, đặt cho Misa với Misa vô xong Sài Gòn. Mà nếu mà Misa về quê hay là Misa còn ở Sài Gòn đồ về cứ báo Misa rồi mi... ship cho Misa với, có gì Misa đưa số tài khoản Misa chuyển tiền cho. Ship ngược lại về ngay chỗ Misa ở. Tại vì nếu mà Vi chuyển nó nhanh về chừng 2-3 ngày là Misa nhận được rồi. Nhưng mà chắc nghĩ là chắc không vô trong Sài Gòn chơi chắc tầm một tuần thì lúc đó chắc cũng chưa có đồ có áo này mặc đâu. Tại vì Vi mặc hồi sáng giờ rồi ngại lắm. Với lại thà ấy là mua cái áo này chủ yếu là vô trong đó đi chơi thôi, chứ còn về quê thì mặc làm gì, mặc lên like thì cũng tại vì cái đó ngồi mặc like cũng chán. Bởi tại vì cái hồi mắc sáng giờ ngại lắm, thà chưa có mặc á, thanh lý lại được thì sao đâu trời, bình thường thôi cứ nó không có thích vậy. Chủ yếu lấy cái áo đi chơi thôi hà, chứ còn má tưởng ở đâu đây mua liền luôn á. À cái set mới nãy màu đen mà Lisa nói sập đó, nó có một cái cài với lại hai cái băng đô tay. Cái đó có bà Lai mà. Nó có găng tay với lại cái băng đô. Nó giống như gái hầu á. Đúng rồi, Lisa cũng có mấy bộ á. Bởi vì cũng định mua thêm nhưng mà tại vì mua có một cái hai cái á, ngại á, để mua một lần để nó ship về luôn. Quê sinh năm bao nhiêu Vi? Chắc Vi lớn hơn ta. Chị mua nha, để Vi đặt nha. Mua đi, mua đi đặt. Vi ship ra cho Misa. Tại vì 30 này Vi cũng lên Sài Gòn, 30 này Vi cũng lên Sài Gòn, Vi đưa đồ cho chị Angel á. À thế hả? Đi đem cây son với lại cái đồ mà kẹp bớ á, Vi tặng cho chị anh chỗ á, đem lên cho chị anh chỗ luôn. 30 này đem lên nè, Vi lên chơi rồi đi luôn á hả? Lên chơi hả? Ngày mai Vi đi đóng đồ sẵn vô vali rồi đó nè, đem cái đồ kẹp là mình ấy là lên chơi là sẵn đưa đồ luôn cái gì. Đúng rồi, đem cái đồ kẹp bớ cho bà, cái đồ kẹp bớ nè. Đồ kẹp bớ với cái son lên cho bà làm ngày mai đi đó. Ngày mùng thứ bảy này Misa, ngày mùng 1 tháng 6 Misa cũng bay Sài Gòn, Misa ở Quảng Ngãi, Misa bay vô. Misa ở đâu? Ở đâu? Misa vô, Misa ở quận 4, quận 4 á. Đi vào ạc nhỏ lười đi ạc lớn, ạc lớn vứt cái máy nhỏ, cầm cái máy lớn đi lướt rồi thấy cái áo đẹp quá. Trời ơi, hôm bữa có mấy cái ba kia kìa kêu Vi mua đồ ngủ giùm á. Mua xong có chuyển khoản đâu, sợ tới già luôn. Mấy ông nội trên đây nè, mấy ông trời ơi, mua phải chuyển khoản chứ, còn không mà thôi chứ mình om hết thì sao được. Kêu ổng mấy ổng chuyển khoản chứ, còn như mà chị mình mua thì nó gỗ, là khác. Mấy gỗ đó mình để mình mặc được không sao hết, mà sợ mấy ông bao nhiêu tới già luôn. Bởi vì mình bởi vì có áo thì có 200-300 ngàn mà. Có gì các bạn như Vi đi gửi mấy cái mẫu kia qua cho Misa xem ơi, được rồi mua một lần luôn, nó có nhiều mẫu đẹp lắm. Mua về một lần luôn cho đỡ tốn tiếp. Facebook là gì? Facebook của Vi là vòng nhựa Yến Vi. Gì cơ? Con mèo hả? Con mèo em chuyển tiền qua cho chị em mua hộ em cái váy trắng đó chị. Váy trắng nào em? Cái váy trắng chị mới xếp đó hả? Cái đó là chị thanh lý lại đó em, tại vì chị mua về chị mặc không được. Cái đó là chị thanh lý lại đó. Mấy cái đồ mà chị đưa lên trên đây là chị thanh lý lại đó. Misa có chị, Misa xuống xíu đọc lại cái Facebook Facebook của Vi là vòng nhược Yến Vi. Cái gì?
Hoàng Nhật hả? Vòng Hoàng Nhật. Vòng hả? Đúng rồi, vòng. Thì họ vòng. Vòng Nhật Yến Vi. Vòng Nhật Yến Vi. Rồi mới sao các bạn rồi đó. Ok ok. Cái bộ trắng okay, okay. Này đúng không em? Bộ trắng cô dâu đúng không? Chị bán lại 280. Chưa xé hạt nha em, được còn mới nguyên trong bọc luôn á, chưa có xé hạt đâu. Ok ok, Misa xuống có chuyện xíu có gì đó rồi Misa nhắn tin Facebook cho Vi. Ok, để tí nữa Vi có gì Vi chuyển hơn. Rồi ok. Cái bộ đó 280 nha bạn. Tại vì mấy cái này Vi thanh lý lại, Vi cũng không có mặc, Vi định đem ra shop cho bà chị bà thanh lý giùm á, bà bán shop đồ ngủ nè. Bà đem ra cho bà bán mắt như quỷ vậy. Chưa có đem ra nữa. Em chuyển khoản cho chị hả? Em nhắn tin vô Facebook Vòng Nhiều Yến Vi cho chị đi. Em kết bạn với chị đi rồi em nhắn tin. Đúng rồi, 280 cưng. Em nhắn tin Facebook của chị là Vòng Nhiều Yến Vi nha. Em vô em nhắn tin cho chị đi rồi chị